trong được. Như vừa là cô Ngựa chia sẻ, đi mua rau này, nếu nhà nào dòng rau thì cũng đỡ hơn, nhưng mà không thể kiểm soát được, có những con sâu, con bọ, con giun nó vào thì mình lại không có thuốc thì là ăn vào trong cơ thể vẫn bị. Thì đây là những độc tố hàng ngày, ví dụ như hít này, khói bụi này, hoặc là xe này, dầu xe như này, các không khí này ô nhiễm từ những nhà, những môi trường này, công trình xây dựng, hay là mình ăn uống hàng ngày không thể kiểm soát được. Có những con gà, con lợn nuôi 3-4 tháng chưa hết cám là tăng trọng, là mình giết mổ mình ăn vào thì mình cũng bị như này, và tích lũy dần dần là bị ung thư nếu mà không đào thải được. Cơ thể mình nó như là cái cống, cái vòi nước ấy, nó tắc ở đâu thì là nước nó sẽ không chạy được ở đấy, đúng không ạ? Thì cơ thể mình cũng vậy, đen như này, nó rất là đen luôn, rất là nhiều bên trong cơ thể cũng thế ạ. Đấy, như hàng ngày các cô các chú đào thải bằng nước lọc ấy, tí em sẽ đây, ví dụ như hàng ngày mình chỉ uống nước lọc không thôi ạ, uống nước lọc không như này thì nó cũng bảo đào thải không thể hết được. Ngày các cô cứ bỏ uống nước vào để cho nó đỡ đấy, nó không thể đào thải được hết, nó vẫn bị đen, đúng không ạ? Đấy, vẫn đào thải do nước, cũng đào thải nhưng mà không hết được. Uống hàng ngày này, uống xong thì lại độc tố lại cứ vào, do mình ăn mình cũng thể kiểm soát được, mình cũng nhịn được mãi đâu, đúng không ạ? Mình vẫn phải ăn, vẫn phải để cho 3 lần, ví dụ như là đấy, ăn một lần vài lần nó vào người, có thể là mình cứ uống nước này thì nó cũng đào thải, nhưng nó không để đào thải được nhiều, và nó cấm vào cơ thể rồi và tiếp tục là không ăn cũng chết. Có nhiều người bạn ăn cũng chết thì bây giờ có những biện pháp gì thôi, nấm vào nó độc hại hơn, thì các cô chú muốn tìm những sản phẩm nào để nó đào thải và đào tốc cái cơ thể cho cơ thể mình sạch hết, thì nó sẽ không ngấm được những cái bệnh. Ví dụ cô đang bị đau ở chân, cô đang bị đau ở tay để mình đào thải hàng ngày. Bây giờ mình uống cần tây xem nó đào thải như thế nào. Đấy, buổi sáng mình uống cần tây này. Đây là cái, đây vừa rồi là bạn đã cho thêm cùng rồi. Không ổn đâu. Ăn sợ đâu, bố mình uống ra ngoài. Cái này nó đào thải một lần, nó đen, nó chuyển sang cái cốc nước nhạt nó dễ, đem đổ gạo lên vào đây, dễ không? Đây là cô chỉ một lần thôi, nhưng một gạo nó sáng hơn rồi, như cái nước này nó không đen bằng, đúng không ạ? Nó vẫn màu xanh hơn ạ. Và lần thứ hai mình uống cần tây ạ. Ngay nó đang rất hiếm nhỉ, cô đầu con đang cần. Đây, hộp gạo sáng lên rồi, đúng không? Cái nước nó không bị đen như kia luôn, một lúc nữa là nó, cái này nó trong hết. Đây các cô thì đào thải lần thứ hai mà nước lọc bình thường hai lần mà nó cũng đen xì, đây là lần thứ hai nhưng nước nó vẫn xanh hơn, đúng không ạ? Hột gạo nó trắng hơn, đúng không ạ? Trong hơn ạ. Đấy, cơ thể mình cũng vậy luôn ạ. Nên là tại sao chồng cháu bị sỏi tiết niệu 4mm rồi mà đào thải được ra ấy. Cháu bị nhân xơ của tử cung nó cũng đi hết ấy. Và cháu có giấy của bác sĩ Hiền Ho, không phải là ấy đâu ạ. Không phải là ai cũng đây, không phải là thuốc, nhưng mà không phải là ai cũng ấy. Cái này 3 lần mà cái này chỉ 2 lần. Mà đây là hai cái cốc nước mà đào thải ra thì cái cốc nước này vẫn đen, một cốc nước này xanh hơn, đúng không ạ? Đấy, có tuyệt vời không ạ? Đây là thứ 3, cũng như nước nọc. Lần này chắc là trắng hết luôn. Đấy, muốn cơ thể khỏe mạnh thì các cô nước thì rất là trong luôn. Và cháu đào thải độc tố dần dần ra đấy các chị ạ. Khi mình uống tinh chất em thì cháu đào thải độc tố.
Và cái cốc nước này nhá, nó bị đen này nhưng cái này nó dung hòa được tất cả độc tố của các cô trong cơ thể. Và đây cho đổ cái nước vào đây thì nó cũng trong luôn cả cái cốc nước này. Đấy, nó dung hòa được tất cả các độc tố trong cơ thể mình. Cho nên tuyệt vời các cô. Đây là sản phẩm tuyệt vời.